thêm 6 người bị bắt vì dính líu đến bê bối cục lãnh sự chuyến bay giải cứu. Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, cựu tư lệnh không lực Việt Nam Cộng Hòa tạ thế ở tuổi 92. Nữ chánh trị sự cao đài bị câu lưu, quan chức Hoa Kỳ quan ngại. Bộ Công an Việt Nam hôm 25 tháng 7 bắt tạm giam thêm 6 người bị tình nghi có đưa nhận hối lộ trong quá trình Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao tổ chức các chuyến bay đưa người Việt hồi hương vào lúc cao điểm của đại dịch COVID-19. Thông tin được trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam cho hay có 4 người bị bắt về tội danh nhận hối lộ là Trần Văn Dự, 61 tuổi, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, Vũ Sĩ Cường, 36 tuổi, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Nguyễn Mai Anh, 46 tuổi, chuyên viên vụ quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ, và Ngô Quang Tuấn, 38 tuổi, chuyên viên vụ hợp tác quốc tế Bộ Giao thông Vận tải. Một người bị bắt với tội danh đưa hối lộ là Nguyễn Tiến Mạnh, 52 tuổi, người giữ chức vụ lãnh đạo điều hành của hai công ty dịch vụ du lịch. Người thứ 6 bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tên Bùi Huy Hoàng, 34 tuổi, một cán bộ Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế. Công an cũng khám xét chỗ ở và nơi làm việc của 6 người kể trên, trang thông tin chính phủ cho hay, đồng thời nói thêm rằng vụ án vẫn đang tiếp tục được công an mở rộng điều tra để xử lý nghiêm. Tính cả 6 người vừa bị tạm giam, đến nay Công an Việt Nam đã bắt tổng cộng 17 người có vai trò trong vụ bê bối đưa nhận hối lộ bị đông đảo người dân lên án. Nổi bật trong những người bị bắt như VOA đã đưa tin là ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và bà Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục lãnh sự của Bộ. Bà Nguyễn Xuân Mai, chánh trị sự cao đài độc lập Vĩnh Long, bị nhà chức trách Việt Nam câu lưu và thẩm vấn trong 6 giờ ngay sau khi bà đáp máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào tối ngày 22 tháng 7. Bà Mai là người duy nhất từ Việt Nam sang Hoa Kỳ tham dự hội nghị thượng đỉnh tự do tôn giáo quốc tế diễn ra tại thủ đô Washington vào tháng trước. Hôm 25 tháng 7, bà Mai cho VOA biết rằng bà đã trình bày sự việc cho các quan chức ở Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh. Tin từ trang Bàn tròn đa tôn giáo Việt Nam cho biết tài khoản Gmail của chánh trị sự Nguyễn Xuân Mai đã bị công an chiếm đoạt. Trang này trước đó cho biết rằng thân nhân ra sân bay đón bà Mai nhưng không liên lạc được với bà và loan báo rằng bà đã mất tích. Khi hay tin bà Mai bị câu lưu, ông Sam Brownback, đồng chủ tịch ban chỉ đạo của Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế 2022, viết tắt là IRS Summit 2022, lên tiếng bày tỏ sự quan ngại trên Twitter. Ông Sam Brownback là đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ từ năm 2018 đến năm 2021 dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Được biết đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Việt Nam gây cản trở trong việc xuất nhập cảnh của bà, đặc biệt là liên quan đến các chuyến ra nước ngoài nhằm tranh đấu cho nhóm cao đài trơn truyền 1926 do bị cho là đã rơi vào tay của hệ phái cao đài 1997 được nhà nước hậu thuẫn. Khoa học gia chuyên ngành kỹ thuật không gian người Mỹ gốc Việt nổi tiếng thế giới, ông Nguyễn Xuân Vinh tạ thế hôm 23 tháng 7 tại nhà riêng ở bang California, Mỹ, hưởng thọ 92 tuổi. VOA được biết phu nhân của giáo sư Vinh, bà Phiến Đan và giáo sư Trần Huy Bích xác nhận tin buồn này lần lượt với các báo Người Việt và Sài Gòn Nhỏ đều có tòa soạn đặt tại Westminster trong cùng tiểu bang. Bà Phiến Đan còn có tên Mỹ là Elizabeth Xuân Vinh cho Người Việt biết phu quân của bà, người từng giữ chức tư lệnh không lực Việt Nam Cộng Hòa, đã ra đi nhẹ nhàng, bình yên bên cạnh những người thân yêu trong gia đình và được nghe thánh ca do ca đoàn giáo xứ La Vang hát tại nhà riêng ở Costa Mesa. Ông Nguyễn Xuân Vinh sinh năm 1930 ở Yên Bái, miền Bắc Việt Nam, là người có năng khiếu toán khi còn nhỏ và trở thành giáo sư tiến sĩ, viện sĩ chuyên ngành kỹ thuật không gian của Mỹ trong giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1986, theo tìm hiểu của VOA. Sự nghiệp khoa học của giáo sư Vinh bắt đầu vào năm 1962 khi ông đi du học ở Mỹ. Sau 3 năm, ông là người đầu tiên được cấp bằng tiến sĩ về khoa học không gian tại Đại học Colorado, đánh dấu việc ông thực hiện thành công nghiên cứu công trình tính toán quỹ đạo tối ưu cho phi thuyền do Cơ quan Hàng không và Không gian Mỹ NASA tài trợ.
tên của ông, Nguyễn Xuân Vinh, được trang trọng tôn vinh tại phòng trưng bày thành tựu chinh phục không gian của NASA, nằm trong trung tâm điều khiển bay của cơ quan này, đặt ở Houston, bang Texas. Ở chót mũi Cà Mau, có một xóm nhà không cửa. Ở xóm này, chỉ cần đứng ở trước cửa nhà đã có thể nhìn thấy hết mọi đồ đạc bên trong. Cái có giá trị nhất ở đây là nét đẹp trong lối sống của ông bà tổ tiên để lại. Mà cái này, nhà nào cũng có thì cần gì lấy trộm của ai? Không có mà kiểu ăn cắp ăn trộm á. Nhưng ở đây là cuộc sống dân ở đây là không có làm hàng rào xây cửa gì hết. Nhà ai cũng như vậy hết. Sống lẫn lộn anh em hòa đồng với nhau, không có cấp trộm tham lam gì với nhau. Chỉ biết đi đánh bắt ngoài biển sống vậy thôi. Chứ mà làm đi bắt con ba khía, con trụ đồ sống vậy đó. Chứ không có kiểu mà tham lam với nhau. Người dân ở đây người ta tốt như vậy đó. Ai cũng lo làm ăn, phát triển kinh tế, gia đình mình hết. Nên ban đêm, xe cộ đậu ngoài sân cũng không ai thèm lấy. Xe đồ ở đây thấy đậu bình thường, đậu đại, không có ai giữ. Không có lên nhà chứ, đậu ngoài lộn à. Xuồng máy thì bỏ đại xuồng á, xong á. Dường như sự trù phú tài nguyên của xứ đất mũi đã làm nên tính cách phóng khoáng, rộng rãi, ít đề phòng của người dân. Theo lời kể của cư dân nơi đây, thì có thời chỉ cần thò tay xuống kinh là bắt được con cá kèo, cá ngát, lội rừng sợ cua càng kẹp, còn cá thòi lòi thì chẳng ai thèm bắt. Ở đây thì đánh bắt đủ thứ, người mà nghề này, người mà nghề kia đánh bắt gần bờ xa. Nếu gì nhà mùa như một chủ vậy đó, nhà mùa này tới mùa cá này người ta làm cái lưới này, rồi tới mùa cá kia người ta làm lưới kia vậy đó. Nhà không cửa ven sông nên quanh năm gió lộng, với những ngôi nhà mới cất ven lộ thì làm cửa nẻo cho đẹp vậy thôi. Người thì người ta cất nhà vậy đó, làm cửa nẻo rồi cho lịch sự gì đó, chứ ban đêm ngủ không có đóng. Nói chung là cũng nó cuối trời tổ quốc vậy đó, cuối mũi Cà Mau rồi. Nhà không cửa nên buổi chiều tăng chợ về, ngó qua là biết nhà này ăn kho quẹt, nhà kia có mớ bông sò đũa còn dư, tấp lại hỏi đôi ba câu, không khác nào đã ghé vào nhà. Nhà không cửa cũng như tấm lòng người dân đất mũi, phóng khoáng, hào sảng, có sao nói vậy, chân thật đến nao lòng. Quân đội Nga bắn ít nhất 10 quả rocket vào thị trấn Chuhil vào ngày 25 tháng 7, cách Kharkov 40 km về phía đông nam. Cảnh sát địa phương cho biết phi đạn phòng không S-300 đã bắn trúng một trường học địa phương, một số sân bãi của tư nhân, phá hủy mạng lưới sưởi ấm ở một trong những khu vực lân cận và phá hủy hoàn toàn nhà văn hóa địa phương. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, có 7 tình nguyện viên đang ở trong tòa nhà. Kể từ tháng 7, họ đã nấu ăn cho những người khó khăn trong bếp ăn từ thiện ở tầng hầm của nhà văn hóa. 3 người đã tự thoát ra được bên ngoài. Một tình nguyện viên được lực lượng cứu hộ kéo ra ngoài mà không hề hấn gì 4 giờ sau cuộc tấn công. Tính đến 6 giờ chiều giờ Kiev, cuộc tìm kiếm thêm 3 người nữa dưới đống đổ nát vẫn tiếp diễn. Đêm hôm trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẽ tiếp tục làm tất cả những gì có thể để gây ra nhiều thiệt hại nhất cho kẻ thù của mình. Trong đoạn video gửi dân chúng hàng đêm, ông Zelensky nói: "Ngay cả những người chiếm đóng cũng thừa nhận chúng tôi sẽ thắng. Chúng tôi nghe thấy điều đó trong các cuộc trò chuyện của họ mọi lúc, trong những gì họ đang nói với người thân khi gọi điện. Chúng tôi làm mọi thứ để gây ra thiệt hại cao nhất có thể cho kẻ thù và thu thập cho Ukraine nhiều hỗ trợ nhất có thể." Ông cho biết Ukraine có một tuần quan trọng ở phía trước giữa điều mà ông gọi là một cuộc chiến tranh tàn khốc và khẳng định Ukraine sẽ không bị khuất phục. Ukraine ngày 25 tháng 7 tuyên bố họ hy vọng thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian nhằm giảm bớt tình trạng thiếu lương thực toàn cầu bằng cách nối lại xuất khẩu ngũ cốc từ khu vực Biển Đen sẽ bắt đầu được thực thi trong tuần này. Moscow gạt sang một bên lo ngại rằng thỏa thuận có thể bị phá hoại bởi cuộc tấn công phi đạn của Nga vào cảng Odessa của Ukraine ngày 23 tháng 7 và nói rằng họ chỉ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự. Tình trạng thiếu lúa mì toàn cầu và giá năng lượng châu Âu tăng vọt
là một trong những tác động sâu rộng nhất của việc Nga xâm lược Ukraine, đe dọa đẩy hàng triệu người ở các nước nghèo rơi vào tình trạng đói ăn và khiến châu Âu lo ngại về nguồn cung cấp sưởi ấm trong mùa đông này. Ông Julia Vaskov, Thứ trưởng Cơ sở Hạ tầng của Ukraine, nói tại một cuộc họp báo rằng ông hy vọng chuyến hàng ngũ cốc đầu tiên theo thỏa thuận sẽ đến từ cảng Chornomorsk. Cảng Chornomorsk sẽ là cảng đầu tiên, sau đó là Odessa và sau đó là cảng Pivdeni. Nhìn chung trong 2 tuần nữa chúng tôi sẽ sẵn sàng về mặt kỹ thuật để xuất hàng ra khỏi tất cả các bến của các cảng nói trên. Ông Oleksandr Kubrakov, Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine cho biết các đoàn tàu chở hàng xuất khẩu rời bến cảng Ukraine sẽ được tháp tùng bởi các tàu cứu hộ Ukraine. Đoàn tàu hàng sẽ đi cùng với các tàu của Bộ Cơ sở Hạ tầng, nhưng chúng tôi phải nói rằng đây không phải là một quá trình đơn giản. Giá lúa mì toàn cầu tăng mạnh vào ngày 25 tháng 7 do sự không chắc chắn về thỏa thuận ngũ cốc vừa kể. Nhà chức trách quân sự Myanmar đã xử tử 4 nhà hoạt động dân chủ, theo truyền thông nhà nước ngày 25 tháng 7. 4 người đàn ông bị kết án tử hình trong một phiên xử kín vào tháng riêng. Họ bị cáo buộc đã giúp thực hiện các hành động khủng bố chống lại quân đội, vốn chiếm chính quyền trong một cuộc đảo chính và mở cuộc đàn áp đẫm máu đối với các đối thủ vào năm ngoái. 4 người này bao gồm nhân vật dân chủ Jimmy Kaur Minju và cựu nghị sĩ Phiojiathor, người cũng là đồng minh của nhà lãnh đạo bị lật đổ Aung San Suu Kyi. Cả hai đều thua khi kháng cáo bản án của họ vào tháng 6. 2 người khác bị xử tử là Hlamyo Aung và Aung Thurajor. Tờ báo nhà nước Global New Light của Myanmar cho biết hình phạt đối với 4 người này được thực hiện theo thủ tục nhà tù, nhưng không cho biết chi tiết. Các vụ xử trước đây ở Myanmar đã được thực hiện bằng cách treo cổ. Vụ xử tử gần đây nhất diễn ra vào cuối năm 1980, theo một nhóm hoạt động tù nhân chính trị ở Miến Điện. Một cuộc biểu tình ngắn đã diễn ra tại Yangon vào ngày 25 tháng 7 sau khi quân đội Myanmar xử tử 4 nhà hoạt động dân chủ vừa kể. Video cho thấy hàng chục người biểu tình đeo mặt nạ có nguy cơ bị bắt giữ vì đã tổ chức cuộc biểu tình công khai. Tại đó họ trưng một biểu ngữ, chúng tôi sẽ không bao giờ sợ hãi, và gọi tên những nhà hoạt động bị xử tử. Có một số tiếng vỗ tay dường như từ cư dân địa phương khi họ hô vang chống lại lãnh đạo quân đội và lãnh đạo cuộc đảo chính, tướng Min Aung Hlaing. Sau một thời gian ngắn, những người biểu tình đã giải tán và bỏ chạy. Cùng ngày 25 tháng 7, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Myanmar đã bày tỏ sự phẫn nộ về việc quân đội cầm quyền Myanmar xử tử 4 nhà hoạt động dân chủ. Tổ chức Ân xá Quốc tế nói, vụ này là một bước lùi rất lớn và là một ví dụ cho thấy nhà cầm quyền quân sự Myanmar có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Tại nhiều khu vực ở Đài Loan, đường phố vắng lặng, người dân được lệnh ở trong nhà hôm 25 tháng 7 trong lúc diễn ra cuộc diễn tập không kích khi hòn đảo này đang chuẩn bị cho trường hợp bị Trung Quốc tấn công. Còi báo động vang rền lúc 1 giờ 30 chiều cho các cuộc diễn tập sơ tán bắt buộc, đóng cửa các thị trấn và thành phố trên khắp miền Bắc Đài Loan trong 30 phút. Tại Đài Bắc, cảnh sát hướng dẫn xe cộ tấp vào lề đường và những người qua đường được thông báo tìm nơi trú ẩn. Các cửa tiệm và nhà hàng buông rèm, tắt đèn để tránh trở thành mục tiêu trong trường hợp bị tấn công vào ban đêm. Nửa giờ sau, còi báo động vang lên báo hiệu chấm dứt diễn tập. Cuộc xâm lược của Nga và Ukraine đã làm dấy lên cuộc tranh luận ở Đài Loan về cách phản ứng tốt nhất trong trường hợp bị tấn công, trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường diễn tập quân sự xung quanh hòn đảo này. Đài Loan đã nâng mức cảnh báo kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, mặc dù họ thông báo không có hoạt động quân sự bất thường của Trung Quốc. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình và chưa bao giờ loại trừ việc chiếm đảo bằng vũ lực. Hòn đảo dân chủ này bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc và thề sẽ quyết tự vệ. Đàm phán về một gói khẩn cấp trị giá 4 tỷ đô la để Sri Lanka vượt qua suy sụp kinh tế. Nước này đã yêu cầu Trung Quốc giúp đỡ về thương mại, đầu tư và du lịch hỗ trợ tăng trưởng bền vững. Đại sứ của Colombo tại Bắc Kinh cho biết ngày 25 tháng 7, đảo quốc 22 triệu dân đang hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi độc lập năm 1948 sau khi cạn kiệt nguồn dự trữ ngoại hối. Người biểu tình tức giận về tình trạng thiếu xăng dầu, thực phẩm và thuốc men đã lật đổ gia tộc cầm quyền Rajapaksa. Việc đại sứ Palitha Kohona nhấn mạnh Trung Quốc là chìa khóa cho sự khôi phục kinh tế của Sri Lanka, phản ánh vị thế của Bắc Kinh là một trong 2 chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Sri Lanka cùng với Nhật Bản. Trung Quốc cũng nắm giữ khoảng 10% nợ nước ngoài của Sri Lanka. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters tại tòa đại sứ Sri Lanka ở Bắc Kinh, ông Kohona cho biết Colombo muốn Trung Quốc yêu cầu các công ty của họ mua thêm chè đen, sapphire, gia vị và hàng may mặc của Sri Lanka, đồng thời làm cho các quy tắc nhập khẩu của Trung Quốc trở nên minh bạch và dễ điều hướng hơn.
Ông cho biết Bắc Kinh cũng có thể giúp đỡ bằng cách rót thêm vốn đầu tư vào các dự án cảng rộng lớn do Trung Quốc hậu thuẫn ở Colombo và Hambantota. Ông Corona nói các kế hoạch đầu tư lớn của Trung Quốc đã không thành hiện thực vì đại dịch COVID-19. Ngoài ra, Sri Lanka cũng muốn có thêm nhiều khách du lịch Trung Quốc, vốn đã giảm từ 265.000 người trong năm 2018 xuống gần như bằng không sau các vụ tấn công tự sát và đại dịch năm 2019. Ông Corona cho biết tân Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe có kế hoạch thăm Trung Quốc để thảo luận về hợp tác về các vấn đề bao gồm thương mại, đầu tư và du lịch. Ông Wickremesinghe không còn xa lạ ở Trung Quốc. Một bức ảnh chụp ông bắt tay với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông tới thăm Bắc Kinh năm 2016 trên cương vị Thủ tướng được treo ở hành lang của Tòa đại sứ. Ông Corona nói dự kiến sẽ không có thay đổi cơ bản nào trong chính sách của tân chính phủ Sri Lanka đối với Trung Quốc. Ông nói rằng ông hiểu Trung Quốc đang gặp khó khăn trong việc hành động nhanh chóng để giúp Sri Lanka ngay bây giờ, vì với tư cách là một chủ nợ lớn trên toàn cầu, nước này cũng phải đối mặt với nhiều quốc gia khác đang gặp khó khăn về tài chính. Ông nói, có lẽ nếu đó chỉ là Sri Lanka thì việc ra quyết định sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mấy tháng nay, Sri Lanka đã đàm phán với Trung Quốc về gói viện trợ 4 tỷ đô la, bao gồm khoản vay 1 tỷ đô la để trả một khoản tương đương khoản nợ Trung Quốc đến hạn trong năm nay. Sri Lanka cũng đang yêu cầu một hạn mức tín dụng 1,5 tỷ đô la để thanh toán cho hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Ông Corona nói những mặt hàng nhập khẩu này chủ yếu là nguyên liệu cần thiết cho ngành công nghiệp may mặc của nước ông như nút và dây kéo. Sri Lanka cũng hy vọng sẽ thuyết phục Trung Quốc kích hoạt giao dịch hoán đổi tiền tệ song phương trị giá 1,5 tỷ đô la. Ông Corona cho biết các cuộc thảo luận về viện trợ tài chính với Trung Quốc vẫn đang được tiến hành nhưng chưa ấn định ngày họp tiếp theo. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong tháng này nói Bắc Kinh sẵn sàng làm việc với các quốc gia khác và các tổ chức tài chính quốc tế để đóng một vai trò tích cực nhằm giúp Sri Lanka. Ngoài hỗ trợ tài chính, Sri Lanka cũng hy vọng Trung Quốc có thể giúp nước này mua xăng dầu, phân bón và các nguồn cung khẩn cấp khác. Trung Quốc cam kết hỗ trợ khẩn cấp 500 triệu đô la cho Sri Lanka vào tháng 3. Đại sứ Corona nói, chúng tôi cần nhiều hơn nữa. Sáng ngày 23 tháng 7 tại thành phố Reston, ngoại ô thủ đô Washington DC, Quỹ thiện nguyện Kim Mi Dương đã tiến hành buổi lễ trao học bổng cho các sinh viên gốc Việt và sinh viên thuộc các sắc dân khác. Buổi lễ có sự góp mặt đông đảo của các sinh viên được nhận học bổng, đại diện các trường đại học và các bậc phụ huynh có con em giành được giải học bổng lần thứ 5 của Quỹ thiện nguyện này. Cũng như mọi năm, các sinh viên giành được học bổng của Quỹ Kim Mi Dương, ngoài thành tích học tập xuất sắc thì tất cả đều phải có nhiều hoạt động phục vụ cộng đồng và có mong muốn đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng sau khi tốt nghiệp ra trường. Con thấy là con rất là vui tại vì con được cái học bổng này mà con muốn dùng cái sự cố gắng để mai mốt đi học để giúp đỡ lại mấy người Việt Nam như con. Tôi rất hạnh diện khi được nhận học bổng Kim Mi Dương ngày hôm nay. Tôi cũng như các bạn trẻ có mặt ở đây ngày hôm nay đều vẫn còn đang ngồi trên ghế các giảng đường và chúng tôi còn phải cố gắng rất nhiều. Hy vọng những năm tới đây, sau khi ra trường, chúng tôi sẽ có đủ khả năng để làm những việc có ích hơn nữa cho sự phát triển của cộng đồng từ những gì chúng tôi được nhận ngày hôm nay. Từ con số 12 học bổng được trao cho các sinh viên gốc Việt đang theo học tại các trường đại học ở khu vực thủ đô nước Mỹ, cho đến năm nay, khi lần thứ 5 chương trình xét duyệt và trao học bổng của Quỹ Kim Mi Dương được thực hiện, thì đã có 90 học bổng được trao cho 60 sinh viên gốc Việt và 30 sinh viên thuộc các sắc dân khác. Đây là thành quả của sự phối hợp giữa Quỹ Kim Mi Dương và nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Ban tổ chức hy vọng chương trình sẽ tiếp tục phát triển nhanh vì vẫn còn rất nhiều bạn sinh viên xứng đáng nhưng chưa thể được nhận học bổng do những giới hạn hiện tại của chương trình. Chị mong rằng là nếu mà mình có thêm tiền, á, mình có thêm người sponsor đó thì mình sẽ làm được thêm nhiều cho mấy em. Quỹ thiện nguyện Kim Mi Dương là quỹ thiện nguyện được biết tiếng ở khu vực thủ đô nước Mỹ do vợ chồng gốc Việt Long Nguyễn và Kim Mỹ Dương thành lập. Quỹ tập trung hoạt động trong những lĩnh vực bao gồm giáo dục, chăm sóc y tế và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn. Trong lĩnh vực giáo dục, ngoài việc tiến hành trao nhiều phần học bổng mỗi năm cho các sinh viên gốc Việt và cả các sắc dân khác,
Quỹ Kim Mi Dương còn hiến tặng tài chính cho các trường đại học trong khu vực lân cận thủ đô nước Mỹ, nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải thiện điều kiện giảng dạy với số tiền tài trợ lên tới nhiều triệu đô la. Theo Hội đồng Đặc khu quận Columbia, hơn 3.000 di dân không có giấy tờ đã từ Texas đến thủ đô Hoa Kỳ kể từ tháng 4. Họ không có nơi để ở và nhiều người vẫn đang ở ga Union ở Washington, nơi các chuyến xe buýt đưa họ đến. Các gia đình di dân ở đây trong nhiều ngày chờ đợi bà con thân nhân hoặc chờ các tình nguyện viên chuyển họ đến các nơi khác hoặc cho họ vé xe buýt đến thành phố khác như New York hoặc Chicago. Tôi chắc chắn không muốn họ cho tôi bất cứ thứ gì. Tôi muốn việc làm. Nếu ai đó ở Washington nói với tôi, bạn có một mái nhà để ở và một công việc ổn định, tôi sẽ ở lại đây. Một trong những chuyến xe buýt đến ga Union, có một nhóm người tị nạn Venezuela đã vượt qua vùng Darien Gao nguy hiểm giữa Colombia và Panama vài tháng trước. Nhiều người có con nhỏ. Họ tự đến trình diện với giới hữu trách ở biên giới Hoa Kỳ. Đơn của họ được xử lý và ngay lập tức được cho lên xe buýt. Giờ họ đang chờ ngày ra tòa. Một số di dân nói rằng họ được chào đón tại ga Union. Tôi biết ơn người dân Washington. Họ đã cho chúng tôi thức ăn. Ngay cả nhân viên của McDonald's cũng cho chúng tôi đồ ăn. Các tổ chức nhân đạo như Trung tâm Tài nguyên Trung Mỹ CareSend đang làm tất cả những gì có thể. Tôi nghĩ vấn đề lúc này là thiếu sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và chính phủ liên bang để đáp ứng nhu cầu của di dân, bởi vì chúng tôi không có một nơi nào ở Washington để tiếp nhận họ. Trong khi Bộ Nội an Hoa Kỳ chưa trả lời yêu cầu trò chuyện với VOA về tình trạng này, chính phủ Mỹ vẫn duy trì quan điểm rằng mọi người chỉ nên đi du lịch nếu họ có thị thực hợp lệ. Các nhà tạm trú ở thủ đô của Hoa Kỳ đã kín chỗ, cho nên các tổ chức nhân đạo ưu tiên giúp trẻ em và phụ nữ và cố gắng mua vé để di dân có thể tiếp tục đến nơi khác. Hiện tại không ai biết liệu sẽ có thêm nhiều chuyến xe buýt chở di dân đến từ biên giới Texas hay không. Nhưng các nhà hoạt động ở Washington nói rằng họ không mong đợi những chuyến xe ngừng đến. Chấm dứt tập quán sử dụng nguồn lao động cưỡng bức từ những người da đen không phải là mục tiêu duy nhất của tu trình án số 13 của Hiến pháp Hoa Kỳ, thư đã bãi bỏ chế độ nô lệ vào năm 1865. Qua tu trình án này, Quốc hội cũng muốn chấm dứt các tình trạng lạm dụng tàn bạo mà những người phụ nữ nô lệ phải hứng chịu. Michelle Goodwin, một chuyên gia luật hiến pháp tại Đại học California Irvine cho biết. Nó được hiểu rất rõ và trên thực tế đã được các thành viên của Thượng viện, những người dẫn đầu chiến dịch cho tu chính án thứ 13, tranh luận và nêu rõ rằng họ đang bãi bỏ chế độ nô lệ sinh sản không tự nguyện của phụ nữ da đen, nơi họ bị buộc phải sinh con trái mong muốn, luôn luôn hoặc thường xuyên nhất trong các điều kiện bị tấn công tình dục và cưỡng hiếp. Tu trình án thứ 14 đã đưa tự do tiến thêm một bước vào năm 1868, quy định sự bảo vệ bình đẳng theo pháp luật cho tất cả mọi người. Và vào năm 1973, lời hứa của tu trình án thứ 14 đó đã trở thành nền tảng pháp lý cho quyền phá thai. Cho đến mới đây, khi tối cao pháp viện với đa số thành viên có thiên hướng bảo thủ đã lật ngược nó, thẩm phán Samuel Alito viết rằng, xin trích, quyền phá thai không bắt nguồn sâu xa từ lịch sử và truyền thống của quốc gia. Thực tế, phá thai là hành vi phạm pháp tại phần lớn các tiểu bang khi mà tu trình án thứ 14 được thông qua. Những tiếng nói chỉ trích cho rằng quan điểm này của thẩm phán Alito đã phớt lờ những bài học cay đắng rút ra từ chế độ nô lệ và sự bất bình đẳng vốn tồn tại trên khắp các tiểu bang. Nhìn vào một bang như Mississippi, nơi tòa án tối cao thi hành phán quyết này, 80% số ca tử vong do bệnh tim mạch khi mang thai là phụ nữ da đen. Những người quan tâm đến sự an toàn và sức khỏe của trẻ em gái và phụ nữ nên được quan tâm.
Phán quyết của tối cao pháp viện giúp giữ nguyên lệnh cấm của Mississippi đối với việc phá thai sau khi thai được 15 tuần. Bây giờ các tiểu bang có thể đặt ra các quy tắc riêng của họ. Hơn một nửa dự kiến sẽ cấm hoặc hạn chế nghiêm trọng việc phá thai. Những người ủng hộ quyền phá thai nói rằng các bang có tỷ lệ nghèo đói cao và các nhóm sắc dân thiểu số có nhiều thứ để mất nhất. Phụ nữ có thể bị buộc phải mang thai ngoài ý muốn hoặc bị truy tố vì đi đến một tiểu bang khác để phá thai hợp pháp. Mississippi bị bao vây bởi các bang cấm hoặc sắp cấm phá thai. Chúng ta không có quyền bình đẳng ở quốc gia này. Chúng ta cần phải rất rõ ràng về điều này. Có một số tiểu bang đang nói về việc bây giờ họ muốn truy tố và buộc tội bất kỳ ai giúp đưa người khác ra khỏi tiểu bang. Và bạn có thể bị kết tội vì nói đến việc tự phá thai. Không chỉ đơn thuần là vấn đề tiếp cận dịch vụ phá thai nữa. Đây chính là sự đàn áp, kỳ thị nữ giới. Các nhà hoạt động chống phá thai đang hân hoan trước phán quyết của tối cao pháp viện bảo vệ quyền của các bang. Ở Texas, luật hiện nay cấm phá thai sau khi thai được 6 tuần. Vào cuối tháng này, điều đó có thể sẽ thay đổi thành lệnh cấm đối với tất cả các trường hợp phá thai, ngoại trừ trong trường hợp cứu sống người mẹ. Nó không phải là một tuyên bố chung chung nhằm cấm phá thai. Các cử tri có quyền bỏ phiếu cho các dân biểu, những người sẽ thúc đẩy những giá trị mà số đông theo đuổi trên khắp tiểu bang, đồng thời vận động cho những luật lệ giúp duy trì những giá trị đó. Những người phản đối án lệ Roe kiện Wade nói rằng, Tòa án tối cao cuối cùng đã làm đúng bằng cách lật lại án lệ vốn gần 50 năm nay đã bảo vệ việc phá thai theo tu trình án thứ 14. Không có bất kỳ dòng nào trong hiến pháp đề cập đến vấn đề phá thai. Vậy nên tối cao pháp viện đã đúng khi cho rằng án lệ Roe v. Wade đã sai và cũng hoàn toàn chính xác khi lật lại nó. Phán quyết này giúp đưa vấn đề rất hệ trọng và gây chia rẽ này quay trở lại bàn làm việc của các dân biểu. Mới đây, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ký lệnh bảo vệ việc tiếp cận dịch vụ phá thai, bao gồm cả bằng thuốc. Sau đó sẽ là cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 11 tới, khi mà phá thai sẽ trở thành tâm điểm của cuộc đua vào điện Capitol. Dù được xem là nơi ghi khắc những giá trị lịch sử lâu đời độc đáo của thành phố nổi tiếng trên thế giới Los Angeles, con đường Overa Street và trung tâm giải trí El Pueblo de Los Angeles ngày nay dường như ít được ai nhắc tới, xứng đáng với giá trị lịch sử của nó. Tại đây, những tòa nhà xây cất lâu năm được chăm sóc gìn giữ để thế hệ tiếp nối gốc Tây Ban Nha, Mẹ Tây Cơ và gốc Nam Mỹ học hỏi về cội nguồn của họ. Ngôi nhà cổ nhất được xây dựng năm 1818 vẫn còn tồn tại và nằm ngay giữa lòng con đường này. Những hàng hóa được làm thủ công mang đậm nét văn hóa người bản xứ vẫn được trưng bày mua bán tại đây. Nhất là những tiệm ăn đã có gần 100 năm, được dân địa phương xếp hàng mỗi ngày chờ mua và nhiều người trên thế giới biết đến mà vẫn giữ được vị cổ truyền và nét độc đáo nguyên thủy. Bí quyết của tiệm Taquitos này là nước sốt trái bơ chua cay được dùng cho các món ăn mặn chính thay cho các nước sốt cà chua thường có của các nhà hàng chuyên về ẩm thực từ các quốc gia Nam và Trung Mỹ. Điều mà khiến cư dân sống trong vùng hễ có dịp là phải ghé mua cho bằng được. Những cuộn taquito đặc biệt của chúng tôi đã có mặt ở đây từ năm 1934. Hãy đến đây và thưởng thức vì chúng tôi có nước sốt so sò ngon nhất. Tôi nhớ hồi nhỏ thường tới đây với anh em họ hàng và thưởng thức bữa ăn tuyệt vời này. Tôi thật vui khi chúng tôi có thể chia sẻ điều này với những người từ nơi khác hoặc từ cộng đồng khác. Lịch sử thành phố Los Angeles bắt đầu từ năm 1781. Khi 44 người định cư từ Tây Ban Nha lập ra một khu định cư thường trực tại khu vực mà ngày nay là trung tâm của Los Angeles. Hiện nay, Los Angeles là thành phố lớn nhất của tiểu bang California và là thành phố lớn thứ nhì của nước Mỹ với khoảng 4 triệu dân, mà gần phân nửa là gốc Nam Mỹ hoặc Trung Mỹ. Đây cũng là nơi có nhiều người gốc Việt sinh sống